Rồi, ăn mì gà trong chợ Sở Tây ha. Một tô 40 ngàn, 50 ngàn đồng các bạn. Đấy. Dạ, có em 40 chứ. Tôi ăn mấy mì gà vậy? Rồi, ok em. Thịt chập, thịt miếng 40, nguyên cái đùi 50. Đúng rồi, cái nào cũng 40, 50. Má đùi 50. Đúng rồi. Má đùi vô. Đây cái tô 50. Ngon chưa? Và đây là cầu Trà Và hướng từ quận 8 về quận 5 các bạn ha. Quẹo phải vào đường Hải Thượng Lãng Ông. Sáng hôm nay bầu trời trong xanh và đẹp. Đây, Hải Thượng Lãng Ông. Chúng ta chạy thêm một xíu nữa rồi chúng ta sẽ quẹo trái vào đường Triệu Quang Phục. Đây, Triệu Quang Phục. Và đây là đường Nguyễn Trãi. Chúng ta đi chút xíu nữa, bên phía tay phải là chợ Xã Tây nha. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 6 năm 2022 ha. Và mình đã có mặt ở chợ Xã Tây trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. Sáng hôm nay mình đến đây để ăn mì gà nha. Mì gà trong chợ Xã Tây này Huy khen ngon. Mình chưa thử. Rồi bây giờ chúng ta đi cùng với Huy nha. Đi Huy. Đợt trước vào đây ăn bún mắm ngon nè. Bây giờ là tới mì gà. Khu vực ẩm thực chợ Xã Tây. Đây bún mắm chỗ này ngon. Mình còn nhớ. Quán nước này từng uống. Sữa đậu nành ngon. Bữa nay tới mì gà. Mì gà bán sao vậy cô? Mì gà à. Mì gà bán bình thường. À, bình thường. Tầm 10. Tầm 10. Tầm lấy cái đùi là tô bao nhiêu tiền? 50. 50 hả? Quy em ăn đùi, em ăn thịt chặt. Vậy cho em một tô đùi, một tô chặt nha. Dạ. Thế tô mì. Rồi em. Dạ, qua cái phần này. Thơm dữ vậy ta. Có gần đúng không chị? Có gần nha. Dạ, gần với lại gần với lại củ tiếu mì chị. À chị. Gần với củ hành. Gần củ hành. Tép mỡ cũng nhiều nữa kìa. Kế bên là bán hủ tiếu thập cẩm với lại hoành thánh, đằng kia là cơm chay bún riêu. Ở bên đây bánh ướt, bánh tầm bì, bánh bèo. Đằng kia bánh bò. Đó. Đây bên trong chợ ha. Buổi sáng vui. Ở đây tàu hủ hai anh em. Lâu lâu ra gặp lại thấy nó là lạ. Hình như là cái này mới vừa bán ở đây thôi. Nữa là đây. Cái loại gà mình sử dụng là gà gì hết chứ? Gà ta em. Gà ta hả? Đúng rồi. Gà ta là gà ta Bến Tre hay gà ta sao? Gà ta Tây Ninh nha. Gà ta Tây Ninh hả? Cái này là gà
cái thùng này là 50 ngàn. Cái má đùi cũng 50 luôn. Ủa má đùi 50 luôn hả? Má đùi 50, gà đùi. Ủa vậy cái má đùi nó ngon hơn cái gà đùi chứ? Nó giống nhau à. Tại vì có người thích ăn cái này, có người thích ăn cái kia. Bán từ buổi sáng tới luôn chị hả? Đúng rồi. Dạ. Tới khoảng độ mấy giờ ạ? Tới chừng 6 giờ rưỡi rồi. Tới khoảng độ 11 giờ thôi. Ờ đúng rồi. Dạ. Đó các bạn, tô 50 nha. Và những cái đồ hả thì cái làn da của nó nè. Ủa em lặn nước á, cái làm khô luôn hả? Ờ, khô luôn rồi. Làm khô luôn hả? À, ok luôn. Được rồi, không sao, không sao. Ok, được luôn. Được rồi, được rồi, không sao đâu chứ. Cái tô kia là khô đó. Rồi, đợi cái tô của Quy nữa. Ở trên đây các bạn thấy nè, sa tế tương ớt là của sự Johnny Max à, từ ớt sắc này, sắc này, chanh, chanh, rồi chụp hình rồi ăn, xóc cái phần hủ tiếu mì lên Quy. Ok, rồi ăn thôi. Ở đây trong cái phần chén nước súp này, chén nước lèo có một hủ huyết. Thấy ánh sáng cho nên cái tô nhìn không có đẹp các bạn nha. Mình đã ăn một phần mì gà các bạn, thực sự là ngon nha. Đầu tiên là cái phần trộn, cái cọng mì dai dai, hủ tiếu ngon, cái phần trộn rất là ổn. Bạn nào thích đậm đà hơn á, thì thêm chút xíu phần nước tương nha. Gà ngon, ngọt, dai, tức là ngọt thịt các bạn. Phần nước lèo cũng ngon luôn. Rồi thêm cái phần này nè, gần với lại cái phần củ hành, giống như cái phần họ làm cho cháo mịch đó. Đúng rồi. Ăn rất là đậm đà nha, sao thế rất là thơm các bạn, không có điểm chê. Buôn bán rất là vui vẻ nữa. Rồi mình tập trung ăn hết cái phần tô mì gà nha các bạn. Quy nói là đợt Tết đó là nó thèm lắm, ghé vô đây nè, cuối cùng là chỉ nghỉ bán. Bữa đó bán hết sớm. Bữa em ghé là 9 giờ mấy là em ghé em định ăn xong em đi quay cái chợ bông á. Ừ. Thì vừa vô con cái chị nói hết rồi, rồi xong tốn tiền gửi xe đi về. Chị kêu qua bên cái quán là cái bên ăn đỡ cái món gì mà em thèm thì gà, qua ăn món khác. Gà dai ngọt thịt các bạn. Rồi bữa sáng ngon nha. Trà đá 3.000 đồng ly. Gửi xe nên 5.000 đúng không ta, không nhớ. 3.000 Rồi tiếc cái là thiếu ánh sáng nha, không còn nó đẹp lắm ạ. Rồi ăn xong mì gà ngon, qua đây ăn luôn hai chén tàu hủ. Tàu hủ bánh lọt, tàu hủ cốt dừa, tàu hủ thập cẩm. Cho anh hai chén tàu hủ em. Tàu hủ bánh lọt á. Một chén để đường, một chén không để đường em nha. Rồi, một chén nhiêu tiền em? Chán 10.000 hả? Em người miền Trung hả? Trung. Mới ra đây đúng không em? Bữa đầu tiên luôn hả? Em từ Quảng Ngãi, của em nên người Việt Nam. Không, em Quảng Ngãi luôn. Em Quảng Ngãi luôn hả? Ở giọng em nhẹ hơn. Nếu mà tàu hủ không là bao nhiêu tiền em? Tàu hủ không 10.000. Cũng 10.000 hả? Mà nó nhiều hơn. Ở nhiều hơn hả? Bên ngoài nhiều nơi là sẽ bán 5.000 đó, cạnh tranh là hơi khốc liệt đó nha. Rồi
Quảng Ngãi em ở khúc nào em? Em ở thành phố luôn anh. Thành phố Quảng Ngãi luôn hả? Dạ, thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Thành phố Quảng Ngãi. Mình ăn Quảng Ngãi với cơm gà. Dạ, mình ăn bánh lọt có viên đầy đủ luôn hả? Ủa sao bánh lọt lại bỏ vô cái nước đường hả? Dạ, để mình chụm cho cháo nóng. Ờ vậy hả? Dạ. Ờ ok. Cái bên kia đừng có bỏ nha. Dạ dạ. Một cái không đường, cái đúng rồi. Giờ cái bánh lọt bên kia đừng có bỏ đường. Dạ dạ. Quay ủng hộ mấy em. Dạ dạ. Ăn xong con mì gà. Bây giờ Quy ở nổi tiếng ở cái chợ xã Tây này nè. Đó mà nó khác ngoài kia không à, là do cách nấu. À. Do cách nấu tụi em nó có công thức riêng. Ở đây cho em ok vậy rồi. Cái này là cho mẹ truyền lại cho tôi. Rồi, cái kia là để không nha, em không bỏ nước đường nha. Dạ dạ. Rồi. Anh ăn nước dừa không? Ờ, cho đầy đủ luôn. Hai anh em. Mà đúng là hai anh em không vậy? Hay là hai bạn bè? Hai anh em ruộng lúa hả? Rồi. Rồi, đi qua bên kia cho anh nha. Rồi, cảm ơn nha. Đây, sữa đậu nành nữa nè. Cô này cũng nói là bánh bèo thầm bì của đang cười. Sao cô cười dữ vậy? Đẹp là mới quay. Chụp hình cho đã rồi mình sẽ xử nha. Hủ béo thơm. Cái nước đường em cảm thấy sao? Ngọt luôn nó phải. Ngọt vừa phải chứ không phải là nó ngọt. Hơi tiết chút xíu là thiếu gừng đúng không? Thiếu gừng. Ừ, nhiều gừng nó thiếu cái mùi thơm của gừng. Ờ, cho nồng lên. Rồi, buổi sáng ở chợ xã Tây, tô hủ tiếu mì gà ngon, đậu hủ cũng ngon. Bữa nào ghé qua đây ăn hủ tiếu thập cẩm nha. Ngoài đây chợ xã Tây. Quy quy. Ồ. Bon bon với cái vải. Ừ. Đi kiếm bưởi. Ở đâu bán bưởi? Chợ xã Tây. Ờ. Xin lỗi chị, xin bước qua một cái nha. Ở đâu bán bưởi? Dạ. Dạ không, Lý Thanh Tùng. Cảm ơn cô. Đầu quá rồi, gặp lại. Bán mắm á. Rồi, giờ cổ nhớ mình mua đồ của cổ. Hai cầm kia đi. Dạ dạ. Dạ con. Đó, đó. Cho nhớ con đẹp đẹp nha, nhớ không? Cầm anh đẹp đẹp đó. Cho con 10.000 dưa mắm đi cô. Rồi đó, dạ. Mua về cho con Quỳnh nó ăn. Khoái món này lắm. Em lấy dưa gan, dưa leo đặng cho anh lấy cho đúng. Dưa này. Dưa leo con. Dạ dưa leo đó cô. Dưa leo đó. Dạ. 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 Tại hôm rồi đậu nón rồi bít cùng rồi. Dạ. Quy em có tiền để em gửi chưa đi. Dạ. Đang cầm máy. Hôm nay là 19 đi. Bữa nay vải thiều cũng chưa có nha, bữa là cái vải kia. Đỉnh chua. Dạ. Dạ. Nhớ không rồi để này nữa nhớ không? Ờ dạ dạ dạ. Đây chầm à, chầm anh chợ xã Tây đó. Rồi, dạ. Rồi mắm chèn ba khía, mắm thái đủ hết luôn. Dạ đó đó, mắm lóc luôn. Rồi chào cô nha, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Quay xong ngày dần ngày mai đắt liền. Dạ, hy vọng. Ủa hôm qua mình nhớ vợ Quỳnh mua gì quên rồi. Chắc Quỳnh nó mua rồi. Sao không thấy bưởi vậy trời? Tại sao không thấy bưởi? Ồ, cải dúng kìa. Lâu lâu đi chợ thấy vui á. Không thấy bưởi à, Quy ơi. Ừ. Thôi đi tiếp, ra ngoài thử coi. À, kìa bán táo, bán mãng cầu, bán vải, măng cục. Đi. Quy, Quy. Mua vé số không? Con biết rồi, đợt trước con gặp chú. Con có gặp chú. Mua 2 tờ cho anh đi. Anh lấy 2 tờ hả? Ừ. Đợt trước anh gặp chú rồi.
thì con lấy cho chú 5 tờ. 1, 2, 3, 4, 5 tờ. Con ghi lại em 3, anh 2. Ok. Rồi, con đi qua nha. Đây, chụp tâm hình. Cải dúng thấy ngon quá trời này. Cải dúng bán sao vậy cô? 30 hả? Cho em 2 bắp đi. Gửi tiền đi Quy, nhớ tiền nha Quy, lát anh nhớ nha Quy. 20. Ở chợ này không thấy bán bưởi chưa? Bán gì á? Không thấy bưởi. Thấy bưởi đâu chợ? Đâu chợ hả? Rồi em phải đi ra ngoài thuốc còn nghe rồi. Thấy giữa chợ họ bán măng cục được không rồi? Chợ bán rau, bán trái cây. Rồi. Tiếp tục. Thấy không? Giữa chợ ở đây chủ yếu bán này không à? Có này, trái vải vẫn chưa là trái vải thiệt. Tìm cái chén tô, đậu hũ kỳ. Lâu lắm rồi không quay lại chợ Sa Tây. Dạ phải. Đó, đủ các loại bánh luôn ha. Đồ ăn quá trời. Thanh long, cam, chôm chôm, xoài, măng cục, trái vải, dưa hấu, mãng cầu, dừa. Mình đi tìm bữa năm rồi mà ở đây ra bữa gì không biết. Không phải Quy ơi, không phải Quy ơi. 15 ngàn chơi. Bưởi, đường cam, viên hòa. 15 ngàn. Không có rồi. Ôi, không có rồi các bạn ơi. Mình đang kiếm bưởi năm rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Bưởi năm rồi ở đâu? Phù Đổng Thiên Diêu. Phù Đổng Thiên Vương, bên kia là Quỷ Trải ha. Không có. Mua 2 cái cho nó đi. Mua cái này. Ừ. Cái đó 10 ngàn một cái à nghe. Ủa chứ không phải là tính cân ký hả? Là mấy cái đồ của người lớn, còn cái này đồ em bé em để riêng ở phía cái này nè, em đếm cái. Dạ đúng rồi, 10 ngàn một cái. Dạ đúng rồi, 10 ngàn mấy cái nhỏ này. Ủa mà sao vậy, cái này nó cũng nhựa, cái kia cũng nhựa mà sao nó phân ra? Cái này là tại vì khi mà em lấy dưới kho người ta bán cái cho em, người ta đếm cái, người ta đưa thằng người ta đếm cái nữa. Vậy hả? Còn cái này người ta mão, người ta cân ký cho em. Rồi cân ký. Thành ra là em cũng cân ký là bán sổ. Đúng rồi. Sổ á. Mình mua sao mình bán vậy là dễ nhất để đỡ phải lăn tăn, không là bán cao bán thấp nữa. Em ký á cô, 90 ngàn ký. 90 ngàn ký. Thoải mái em để cân lên. Để gọi 90 ngàn được bao nhiêu cái? Không biết có lời không nữa. Đúng rồi, tô, dĩa, chén, mình đã hết luôn. Chén chục này em vô chục. 90 ngàn thôi, nhưng mà cũng là cân ký luôn. Cái này là chén là 90 ngàn là anh tính rồi đó hả? Không, thì em cân lên nè vậy. Được bao nhiêu kia? Cái đó là 104 ngàn. Là được bao nhiêu cái chén ta? 10 cái 400 đồng một cái chén. Nó cứ vô chọn sẵn là 104 ngàn. Đó. Lấy cái chọn sẵn đi Quy, anh trả tiền. Anh lựa cái nào cũng được. Rồi, ok. Rồi là cái muỗng này tặng anh. Cái muỗng đó là 5 ngàn. Cái giá là 10 ngàn. Rồi tặng rồi để nguyên mâm về cho nó xây vô. Bán tới 9 giờ cái rồi là hết giờ, hết đồ tặng. Mai cứ sẽ đẩy ra luôn chứ sang đâu đi nổi. Rồi lấy 2 cái này đi. Rồi, ok, 10 ngàn, đông vui. Quá nhanh gọn. Nhanh gọn. Rồi, em thôi anh 5 ngàn. Lấy thêm cái muỗng nữa đi. 20. Con mình nó ăn rồi. Canh nè, canh nó hốt.
Cái muỗng hút nó mới có một tuổi mấy à cậu ơi. Cái muỗng nó không vừa với nó đâu. Rồi em gửi